xin chào toàn thể quý thầy cô trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ quý thầy cô cái cách để ông ta thống kê chính xác họ và tên của học sinh bao gồm là học sinh vào lớp học này hoặc là, ra, hoặc là số câu trả lời đúng hoặc là số câu trả lời sai hoặc là điểm số dưới trung bình trên trung bình hoặc là những học số học sinh đã nộp bài và chưa nộp bài như quý thầy cô thì đầu tiên là quý thầy cô sẽ truy cập vào trang lớp học hcm edu vn sau khi chúng ta truy cập xong chúng ta sẽ truy cập vào cái tab là thống kê đi vào thống kê này và ông ta sẽ click vào cái tab là kết quả tổng quát và sau đó chúng ta sẽ click vào cái mục bài học thí dụ ở đây tôi sẽ mix vào mục bài học là đơn thức nhân đa thức chẳng hạn click vào đây chúng ta click vào xem dữ liệu đây thì ở đây tôi sẽ hiện lên ba lớp tại vì cái bài học này tôi đã khai báo ba lớp đó khai báo ba lớp thí dụ tôi uh, trải nghiệm trên cái lớp đầu tiên là lớp tám chẳng hạn thì lớp tám mươi này thống kê chung của chúng ta tổng số học sinh bốn vào lớp là 35 không vào lớp là 10. Đúng không ạ? Và số học sinh đã nộp bài là 20. Thí dụ bây giờ chúng tôi muốn thống kê chính xác ở đây là lớp này 45 đứa đúng không ạ? Tôi muốn thống kê ra 15 em đó không nộp bài là 10 em 15 em nào. Thì chúng ta sẽ click vô cái mục là cái kính lớp này đây, đi vào đây. Và tôi sẽ kéo cái tab ở phía dưới. Tôi sẽ đi qua cái mục là chỗ là nộp bài lúc nào đây tôi click vào cái tam giác tôi sổ xuống và tôi sẽ filter filter lọc ra tôi sẽ bỏ chọn đi tất cả tôi click vào không có tôi ấn áp dụng search excel ra đây xuất excel ra và tôi sẽ báo lại phụ huynh nhờ những, những em này ha tôi search xuống xong rồi tôi tiến hành tôi mở cái file excel lên thì chúng ta sẽ thống kê được toàn bộ những em học sinh chưa nộp bài cho mình thì ở trên đây một số trường hợp đã vào lớp rồi nè một số em đã vào phòng học rồi nè nhưng mà đôi khi là mạng bị lỗi gì đó là các em uh, nộp bài chưa thành công thì do các em chưa lưu bài nên các em nộp không thành công đây những các em này nè giờ vào giờ ra còn những các em mà chống trên như vậy nè hồi duy anh làm thành danh này nè những các em này nè là chắc chắn là chưa vào phòng học luôn rồi đấy chưa phòng, phòng học đỗ đức nhật là chưa vào phòng học chưa vào phòng luôn đó. lê thị hoàng anh là chưa vào phòng đó những các em này nè bùa minh quân hay là khắc quy văn thắng này nè chưa vào phòng luôn như vậy chúng ta sẽ thống kê được những em chưa vào phòng học như sau chúng ta sẽ mở lại cái trang lớp học hcm.edu vn thì chúng ta sẽ quay lại đúng không chúng ta sẽ tích chọn tiếp cho tôi chúng ta sẽ mở lại phương cái này đi ha cho tất cả để về ban đầu rồi chúng ta sẽ thống kê được những cái em mà chưa vào phòng học ví dụ như là em duy anh nè hoặc là em uh, nguyễn phượng hân vậy nè đó chúng ta sẽ click vào là giờ vào lần đầu lớp học đây click vào cái filter chợ và không có hỏi tận áp dụng đây như vậy chúng ta thống kê được những cái em mà không bước vào lớp học lượng và tương tự giống như là chúng ta có thể thống kê những câu đúng ha hoặc là những câu sai là những câu trắc nghiệm chưa làm hoặc là tổng điểm tổng điểm thì sao thì mình phải gà điểm cho nó thí dụ ở một cái bài một cái bài là kiểm tra 15 phút đi đây bài test của tôi nè demo này click vào đây ta xem dữ liệu ha thì tôi có thống kê được là những cái em nào dưới trung bình tôi có thể thống kê được luôn thì tôi sẽ click qua cái tab là tổng điểm trắc nghiệm tôi click vào đây tôi sẽ thống kê được những cái em nào dưới trung bình thì tôi tắt đi tất cả này tôi chọn là từ 0 2 3 4 chẳng hạn rồi tên áp dụng đây thì tôi sẽ thống kê được toàn bộ những em dưới trung bình tôi sẽ báo về phụ huynh báo về học sinh rồi tên tải xuống xuất Excel xuất xuống rồi tôi sẽ mở cái file này lên Thì tôi thống kê được toàn bộ những em học sinh dưới trung bình Để tôi căn cứ vào đây Để tôi có thể làm lại những cái cái đề Cho nó phù hợp hơn là Cái phương pháp dạy học nó phù hợp hơn Đây Và Toàn bộ những học sinh đã làm Là những học sinh mà trả lời câu sai rất là nhiều Đấy Sao đã được tổng điểm đây Tổng điểm là cái cột này Đây 0, 1, 2, 4 rất là nhiều đây, Các em này là chọn 7 này, này Đó rồi, như vậy trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay tôi đã chia sẻ với thầy cô cái cách để chúng ta thống kê những học sinh không nộp bài hoặc đã nộp bài hoặc là thống kê số học sinh điểm trên trung bình dưới trung bình hoặc là số học sinh đã vào lớp và chưa vào lớp ngoài những tính năng này ra quý thầy cô chúng ta có thể tham khảo thêm và ông ta tìm hiểu thêm ở trên những cái chức năng filter này rồi xin chào toàn thể quý thầy cô chúc toàn thể quý thầy cô thành công hy vọng những chia sẻ này rất hữu ích với các bạn các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để nhận được những chia sẻ tiếp theo nhé